Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City đầy đủ các phiên bản tại thị trường Việt Nam. Honda City là mẫu sedan hạng B với thiết kế ấn tượng, trẻ trung, giá thành hợp lý phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, thường xuyên lọt top xe bán chạy nhất phân khúc và bán chạy nhất tháng. Đối thủ cùng phân khúc cạnh tranh với Honda City là Toyota Avios, Hyundai Accent, Mazda 2, Nissan Sunny. Honda City 2021 phân phối tại Việt Nam với 6 màu sơn ngoại thất gồm trắng, đỏ, xanh, nâu, đen, bạc. Honda City sở hữu thiết kế mang chất lý đôi cánh với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cản trước chắc chắn, cho cảm giác thể thao và vô cùng trẻ trung. Ở phiên bản mới, xe cũng khắc phục được các vấn đề thẩm mỹ để cho cảm giác cân đối hơn. Xe có kích thước chiều dài, rộng, cao tương ứng là 4.553, 1.748, mm, trong khi chiều dài cơ sở lên tới 2.600 mm. Phần mặt trước của Honda City cảm nhận sự khỏe khoắn hơn nhờ mặt ca lăng dạng mắt lưới to, thanh, ốp mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng. Nổi bật là logo Honda chính giữa chạy liền với hệ đèn pha full LED và giải đèn LED ban ngày bo bên dưới. Hóc đèn sương mù tách biệt rõ nét. Tổng thể mặt trước có sự chắc chắn và cứng cáp hơn. Phần thân xe gọn và vút về phía sau trông thanh thoát hơn. Đường gân xe chạy dọc dập rõ nét hơn làm tăng tính thể thao. La răng 16 inch hợp kim dạng nan hoa cách điệu cá tính vây cá trên nóc đuôi xe, gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa mạ chrome. Phần đuôi xe Honda City có cụm đèn hậu thiết kế bo góc cạnh, cản sau gắn hốc thoát gió dạng thanh ngang gắn mắt lưới, đèn phản quang hiện đại hơn. Các chi tiết như thanh nẹp mạ chrome, logo và camera lùi vẫn giữ nguyên. Honda City sử dụng ghế xe bọc nỉ quen thuộc của dòng xe hạng B. Xe có thêm gác tay trung tâm ở hàng ghế trước. Học chứa đồ bốn cửa xe, vô lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay lẫy số thể thao. Các trang bị giải trí của xe có thể kể đến. Điều hòa 2 giờ chiều có hốc gió cho hàng ghế sau, đầu CD, 4 loa, kết nối USB, AUX, AM, FM. Honda City sử dụng động cơ 1.5 L4 xi lanh thẳng hàng. Công suất 119 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng phút. Sức mạnh của xe chuyển qua hộp số vô cấp CVT. Honda City có sẵn tính năng eco giúp tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn đáng chú ý như chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trục, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước. Ngoài ra, các trang bị an toàn cơ bản trên Honda City gồm: 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống phanh khẩn cấp, camera lùi, cruise control ghế trẻ em isofix